các bạn đang cùng chúng tôi trải nghiệm chợ vải Linh Hiệp. Ê, nhìn chưa? Đấy, cố lên. Đấy, nó phải đông như này chứ. Đúng rồi đấy. Đây là khu chợ bán rất nhiều quần áo và vải nổi tiếng ở miền Bắc. Hôm nay xin mời các bạn cùng tôi trải nghiệm khu vực chợ vải này. Rất nhiều mala canh, đến một lời rất nhiều mala canh. Nhiều áo dài lắm. Cửa hàng thế nhỉ? Nó chợ vải. Khu vực này gồm hai khu vực chính. Thứ nhất đó là chợ bán các cái quần áo. Trên đường các bạn đang xem, đây là chợ bán các bộ quần áo sẵn. Và khu vực 2 đó là chợ vải. Chiều dài của khu chợ này khoảng 2 cây. Rét thế này các cô đứng mỏi chân lắm. Phố lúc nãy là cái phố bán chuyên bán quần áo. Thế còn chắc là tiếp tục là đến phố vải. Camera men. Đấy, ui, các cô cũng nhiều thế. Các cô chịu rét thế. Nhiều vạn gì nhỉ? Vạn lợi. Chắc vào đây. Bán vải, vạn lợi đúng không?
kia là dốc lã. Rồi đúng không? Vải này mà về cắt nó dài thì đẹp lắm nhỉ. Phải nhung để cắt nó dài. Xem cắt như thế nào. 159. Chỉ mỗi tội là cắt thì đến bao giờ. Con mấy? 13.